chào cả nhà. Bây giờ team đang chuẩn bị cái tiệc tối nay. Đây là cái khoang nội thất của cái 720S Spider nha. Thì hôm nay là tiệc tổ chức tại khách cái resort Ocean Ami của Pro Chính. Chính là một trong những thành viên rất là tích cực của team Carbassion. Hiện nay trong khách sạn nên anh em không nẹt bô nhé, đủ sơn. Bây giờ là team hậu cần là đang chuẩn bị để cho buổi tiệc tối nay. Một người là ra thôi. Team sẽ ngủ lại đây nên là uống rượu thoải mái nha. Được đâu, tới đi, tới lấy xác bên kia đi. Tới lấy xác bên kia đi. Lái kỹ quá. Em cầm anh luôn á, cầm để livestream luôn, đang livestream á, quay mấy cái. Hello.
resort. Cho xe anh Cường lên, đậu đi ngay được rồi. Xuống nữa không? Nó còn rộng á. Dạ dạ dạ. Ơi, chào anh Nhật nha. Mấy cái đoạn này nó ôm như thế nào là mình không
biết nó ôm chỗ nào rồi. Nếu mà có lên rớt bánh cái thực đó thì không phải có thấy gì đâu. Bữa lúc cái lần buổi lần trước mà ôm năm cưới anh á, còn nó cũng ra xe nó này nè, cầm cái và đi ra nó đẹp cái này là nó mới lên chạy cái ép cái này vô chứ gì đâu, đầu đứng từ luôn. Em đứng bên cạnh em rồi thôi, khách của mình cái ông ấy nhỏ cái hồ bơi rồi đó. Khách rồi mình tự nhiên. Các bạn lên ngồi thì mới biết được. Ờ, cái nó ấm nó giòn á. Chào em gái. Căng căng căng. Có cua xíu thì căng. Căng lắm luôn. Đang nghe nó bảo. Lấy lại đi, lấy lại đi. Hú rồi, hú rồi. Dạ. Tao làm em phát đập. Không ơi, ngồi xuống đây không? Đập xuống ra cho một tí nha. Rồi em nè. Anh ngồi luôn đi. Mua hàng, mua hàng cho mấy chén rồi luôn, cho mấy chén rồi luôn. Ra đó bà, để từ từ cho tôi đã. Idol, đúng là idol. Cười lên idol ơi. Cười lên. Hai 20 chị vào thì thôi. Đứt. Ra đây, ra đây nhanh như hai tim chó chủ kiểu. Mấy xe kia bông cánh hết đi, mấy chi tím chứ rồi bông hết cánh đi. Hạ kính xuống này, hạ kính xuống bông cánh hết. Hả? À, thiếu cặp bông. Ồ, ai đồ, ai đồ, ai đồ, ai đồ. Ai đồ vui á, ai đồ vui. Cho luôn nguyên vàng kia qua nữa là vừa luôn. Cái đỏ, cho cái đỏ qua. Xong chưa? À, em dạ. Đi qua bên đó quay luôn cái đỏ bây giờ mấy cái gì okay, anh làm okay, gì đó ok à, đi luôn dạ dạ, dạ. Đi, đi luôn.
Dạ dạ. Trên này cầm quay cho Phương. Cầm cầm đây cầm đi. Không phải giết lỡ chứ kia. Phát. Ok. Mấy chiếc kia chuẩn bị qua luôn á, chụp khá làm bò. Không có gì không? Ừ. Chụp khá làm bò á. Cái gì? Ừ. Cầm qua giờ mấy chiếc kia qua luôn. Quảng nữa kìa. Chứ đó qua đậu ngoài. Chứ mất đèn đó kìa. Mất đèn đó chứ đỏ đó đậu ngoài. Chứ ra rìa. Gì? Chứ ra rìa rồi giờ kìa. Ra rìa rồi, ra rìa rồi. Alo. Rồi chào Trọng Sang nha. Chào Kim Yến Thế Toàn. Ở đâu luôn. Mọi người coi chia sẻ nha. À vẫn đang livestream. Đang livestream anh chính có vài lời. Vài lời trong cái cảm xúc của cuối năm. Chào team gái, chào anh em. Tới đi.
cầm máy phải chịu khó đi 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 á, tí đi nhưng mà để ai nói hơi bị rác cổ rồi để cho mấy anh em chém gió. Thịnh ơi, Thịnh nhờ em, anh đang live stream em chém gió giùm anh luôn cái. Rồi đi giới thiệu hết. Mình là Thịnh. Ok. Chém qua mấy cái lâm bù đó luôn qua đây. Ok. Em lóc lại chưa? Lóc lại. Rồi xong cho xe nó đi. Đi đi chạy qua chạy luôn mấy lâm bù. Hello anh em. Đây, Phương đây, Phương. Đi. Okay. Đây đây xe anh. Đi qua luôn mỗi người chạy xe giống nhau. Đó. Mình có chạy. À qua đây lái mấy con Lambo Avent qua đây các bạn. Cảm ơn anh cái cột dây dài, cột dây dài. Hello anh em nha, mình Thịnh Búp Đúp. À đây, ở đây được Phương giao nhiệm vụ cho quay chém gió cho anh em nghe. Vậy giờ mấy em Lambo đây nè. Đây, nãy giờ 4 mất rồi rồi. 4 McLaren Spider giờ chuyển qua 4 em Lambo Aventador. Hello hello hello. Đây đây là The Ocean Hall à. Đó. Ở đây. Năm trước ở đây nè. Năm trước ở đây. Ý là năm trước quay ở đây, còn giờ chuyển tiếp tốt kia luôn. Đây 4 Aventador các bạn. Dàn siêu phẩm đang nằm đây. Hút khí tự nhiên. Nãy kia là turbo turbo chạc tăng áp á, twin turbo, còn giờ là hút khí tự nhiên. Ok, hello đẹp nha. Đây là 4 Aven. Đó, con AVS mới độ nè, với lại con Aventador Liberty Work. Đây, anh chính, anh này chủ Ocean Army nha các bạn. Huy sọt nè. Ê. Ok anh em, ok. Đây. Xe chuẩn bị lái vô trong kia luôn nha. Đó. Ok bạn ơi. Đó, giờ coi Avent nó nổ máy nha. Đó, cái góc này là nắng chiếu vào đẹp lắm bạn ơi. Phê. Cực kỳ phê. Ok em ơi, ok nha. Đó, nghe bồ cái xíu đi, mình review tiếp. Đẹp quá. Quá đẹp luôn anh em ơi. Quá tuyệt. Quá phê anh em ơi. Bồ đó bồ F2 nè. Giờ tới bồ F3 tiếp nè. Quá phê anh em ơi. Cùng đèn thôi, biết đâu,
Quá wow, nói không nghe gì luôn em ơi à, kinh khủng thiệt. Chém gió không? Đây đang sắp theo dàn siêu xe dọc theo cái đường hồ bơi đó các bạn. Đó, để vừa tiệc rồi vừa ăn bộ lớn quá nói không nghe luôn bạn ơi. Okay. Đây là bô Dovitec đây, con Aventador được mệnh danh là bô lớn nhất Việt Nam này. Khủng khiếp thiệt. Nó nặng cái nào về cái đó. Đang xếp theo cái hình đường hồ bơi đó các bạn. Đó, dọc theo hồ bơi nguyên vàng cả chục chiếc siêu xe. Kia là 4 McLaren 720S, ở đây là 4 Aven. Ở bên kia là 4 con McLaren, ở đây 4 Aven quá khiếp. Cái này đỉnh thiệt luôn bạn. À, cái này vấn đề cá nhân tí bạn ơi. À, cái nào mình giới thiệu được mình sẽ giới thiệu. Còn đây đó. Đó, Aven trắng chủ cũ là anh sở hữu con Ferrari 458 làm bên Trung Quốc á. Đó. Ồ, nghe nè cô bạn, nghe nè cô rồi.
Đó, không đang lái xuống rồi. Đi có AVS đây bạn ơi. Đây có AVS nè, vừa độ gói của 1016 nè. Quá đỉnh luôn. Nhìn ngầu cực kỳ ngầu. Đây full lip carbon. Bô mâm hồi con này hơi bị đỉnh nè, mâm centerlock nè các bạn. Ba mảnh. À. Đó, ba mảnh. Đây bắt đầu rộng 720S. Con này đầu tiên Việt Nam mà có chuẩn đòn mà. Đó. Còn đây con màu tím nè, màu cam, màu trắng phía sau. ABS. Qua đỉnh Việt Nam. Cánh gió con này rất hay nha các bạn. Nó có cái phuộc rồi. À. Rồi cabo thì nắp kiến carbon đền thì ok idol phong hồ với lại anh Cường để mở ra luôn anh. Đó, ba idol và chiếc bắt đầu rồi. Này đúng gọi là chiếc siêu xe bãi biển nha các bạn. Siêu xe bãi biển luôn. Có hồ bơi. Trời ơi. Cố lên bạn ơi. Cái này ráng cố gắng thì chắc được rồi. Cậu này đang hạ gầm rồi. Có Aventador S. Ok. Thế lúc điện thoại. Kia. Em giữ đây tôi cặp bỏ cặp. Ui ơi. Gì? Đây, Macaron. 720S Spider đây các bạn. Cánh nó vẫn vẫn quạt. Đây, Macaron 720S Spider. Đóng lại nó có quạt không? À, đóng lại thì nó phải hết. Đang muốn là mở. Đây. Bắt đầu rồi 720S Spider. Đây, đầu tiên Việt Nam. Đây, mình sẽ quay 720S Spider các bạn. Với lại con Bubble đây. Kinh điển chưa? À, anh em nhớ like, share nha. Đây, thôi đi từ đuôi lên đi. Đi từ đầu hoặc là đuôi đi lên. Đây là con Macaron của idol Nguyễn Quốc Cường đây bạn. Macaron cam orange. Ok, anh em nhớ like Sprite. Ủa lộn, anh em nhớ like share nha. Đây tiệc của Kawasan đây các bạn. Cuối năm New Year Party luôn. À, đây tiệc của Tsunami và Kawasan. Đây bạn thấy không? Đó, bô độ nè, mâm độ nè, chuẩn luôn. Ở đây đúng đẹp luôn các bạn. Vừa có núi, có biển, có rừng, có cây. Không chơi chỗ nào hết. Anh em nhớ like, share nha. Nhớ share nha. Ok anh em ơi. Đây nội thất con của idol đây. Quá chất. Một em và em thứ hai ra biển Vũng Tàu luôn các bạn. Đó, em này ra biển Vũng Tàu luôn rồi. Mất rồi. Màu tím. Đây à, con nội thất đen nha các bạn. Ok. Đỉnh chưa? Quá đỉnh. Và tiếp theo coi nè, bạn coi sự khác biệt của con Macaron này với lại con Macaron Spider nha. Nó mở cửa khác nè, tí nè thấy không? Cái này là mở cửa ấy. Đây, góc này có thấy.
khác tí. Đấy. Ok. Ở đây. Spider. Con spider. Ừ, góc này đẹp quá. Góc này perfect luôn bạn ơi. Tung cánh lên nè, thấy không? Rồi, xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại tối nay.